chào tất cả mọi người. Hôm nay hiện tại hai vợ chồng mình đang ở trên Hà Nội rồi mọi người ơi, đang ở khu gần khu phố cổ. Hôm nay thì đi du lịch trên Hà Nội mới đến nhận phòng. Đi qua cái chỗ này mà chồng mình anh hóa mọi người ơi, tại vì quá là đông đúc với nhiều xe máy ấy. Đây này. Bây giờ chắc là trước tiên thì mình sẽ đi ăn, đến đây thì sẽ ăn, cố gắng là ăn những cái món ngon, món đặc sản ở trên Hà Nội này. Đi cùng với đứa cháu. Đi thôi Dung ơi. Đi đâu trước nhỉ? Ngay bên ngoài đường xe cộ đông dã man luôn. Ở đây gần Hồ Gươm đúng không? À, Hồ Hoàn Kiếm. Gần Hồ Hoàn Kiếm. Đứa em nó đặt cho cái phòng này ấy, thì đi đâu nó cũng tiện, đi bộ ấy. Không có nên Minh Du thì về khách sạn phát là kêu mệt cho nên chúng tôi cũng nghỉ ngơi. Bây giờ thì hai vợ chồng mình sẽ đi qua cái khu này. Trời, đi quanh đường cầm máy quay nói mà người ta cứ nhìn thấy ngại ghê. Đây, đệ tử ngắm phố phường Hà Nội. Xe máy nhiều lắm mọi người ơi. Bên này người nước ngoài cũng khá là đông nhé. Người ta đến đây người ta du lịch. Sang đường phố Hàng Bông. À đây này. Quên không bảo ông kia học cái kiểu lúc sang đường phải giơ tay. Chỗ này là phố Hàng Bông. Chồng mình bảo là đúng kiểu như là anh ấy xem ở trên TV đó mọi người. Những cái YouTuber nổi tiếng ở bên Hà Nội, người ta hay về đây, người ta review những cái khu phố ở Hà Nội, phố cổ các thứ này. Đấy, trời ơi, thích lắm. Mình trong lần đầu mình lên đây mọi người. Ngày xưa cái lúc mà cưới ấy, thì có lên đại sứ quán làm giấy tờ các thứ, chứ bình thường là có lên đây bao giờ đâu. 34 nồi bánh chưng, cái gì cũng lần đầu. Mình sẽ đi mua mấy đồ mặc hàng ngày trước, tại vì hôm nay từ Hải Phòng lên là không có chuẩn bị nhiều. Rồi ông này chọn quần đùi, mỗi quần nào cái chất vải nó mát mát tí. Hôm nay lên đây thời tiết rất là mát mẻ luôn, không có nắng nóng mấy. Cũng mát đấy, cái vải thun này. Chồng mình hỏi không biết là vải thật hay hàng giả, không biết. Cái này chắc hàng thật đấy. Chắc hàng giả, chứ hàng thật thì người ta có bán ở những cái nơi này đâu nhỉ? Nó có shop. Nhưng mà mình chủ yếu là mặc mấy hôm ở đây thôi, chứ còn hôm nào về thì để lại cho ai mặc thôi, chứ mang đi thôi hết. Mình đang ở trên Hà Nội này, có ai mà đi đường gặp mình là phải nhớ gọi nhá. Mình không biết ai. Vừa nãy vừa đáp xuống Nội Bài, vừa đáp xuống khách sạn có một bạn gọi chị Ngoan ơi. Mới đầu lại cứ tưởng là ai ở quê mình cơ, hóa ra mới nhớ ra là chắc là cái bạn ấy xem kênh của mình. Về đây hôm nào cũng cười tươi vậy rồi. Vừa mới vào đây mua cho chồng mình cái áo. Giá ngoài phát là trời mưa mọi người ơi. Trời ơi, cái này đi được đâu. Nên là mưa đây. 4 giờ chiều mà thời tiết vẫn là âm u luôn. Ôi, Hà Nội chào đón em Ngoan bằng một cơn mưa gọi là không hẹn vào tới. Càng ngày càng mưa to mọi người ơi. Chết rồi. Đang tính đi ăn bún thịt nướng. À bún chả chứ nhỉ. Bún chả Hà Nội. Cái món đặc sản Hà Nội mà lại mưa thế này, chắc mình sẽ đợi đây một lúc này. Không cơm, không cơm chứ. Không cơm. Gọi xe đến rồi mọi người ơi. Không, cảm ơn ạ. Nhanh. Ui.
giờ hai vợ chồng mình đã vào đây một cái quán bún chả của Tổng thống Obama đến đây. Cho mình bảo đặt cái món y như ông ăn rồi đấy. Đông người lắm, cho nên là ngại quay ở bên ngoài. Đấy, mọi người đặt ống giống y như ông ăn. Mới có 4 giờ chiều mà gần 5 giờ rồi không nhỉ? Khá là đông luôn. Ăn cho họ biết. Tại ngày xưa cứ xem ở trên YouTube này, bảo là muốn đến đây trải nghiệm thì hôm nay là tại nguyện. Chồng mình lấy rượu đông đau. Mới ra rau với lại bún rồi nhổ, nhìn đĩa rau ngon chưa Dung ơi? Rau tươi, ở bên Hàn mùa này mà ăn cái rau này chỗ này phải đến 80.000 hoặc là 100.000 tiền Việt mới được đĩa rau này, đắt lắm. Nóng mà. Bây giờ thì món của mình đã ra mọi người ơi. Hôm nay cho anh Xu thưởng thức đặc sản Hà Nội, bún chả. Ui, ngon quá. Đang cái giờ cao điểm đói. Cái nem vừa nãy Dung bảo đấy á. Nem hải sản nhá. Nem hải sản. Đi cùng đứa cháu nó dành nó đặt cho, thực sự mình không biết. Mấy món này đã ăn vừa rồi. Đây, chồng. Rồi, hút nước mắm chưa? Không thể là thiếu ớt. Ừ, đúng rồi. Ông này biết ăn đây này. ngon, chết rồi. Này lại nghiện. Bia hàng
Mình ăn xong rồi mọi người, quá là nhiều hơn no này. Chồng mình thì thừa 4, mình sẽ ăn hết 4 này. Chả này thì no quá không ăn nổi, cho nên mình sẽ gói mang về. Người ta bảo là gói về được á. Rồi
rồi, bây giờ ăn xong mình đi về. Trả tiền luôn. Bây giờ thì chỉ trời mưa lất phát mấy hạt thôi. À, chồng mình đã ăn rất là ngon mọi người. Chồng mình bảo trong đây nhiều người Hàn đến lắm. Ngồi có một lúc mà đã thấy mà thành nó bị ướt rồi này. Ở đây người ta gói về rất là nhiều mọi người. Người ta cân bún lên như này, một túi là một suất hay sao? Trời ơi, chồng mình bảo sao lại cho nhiều thế. Thực sự là một người đàn ông ăn thừa. Rồi bây giờ mình chưa gọi được xe mọi người. Trời mưa xong kiểu người ta đi nhiều sao. Bây giờ mình sẽ vào quán cà phê ngồi đợi đi. Đứng ở ngoài đường đợi nhìn nó cũng kỳ. Không phải nha. Có cái Dung này đây mà. Phải không? Đây phải cà phê không? Đây à? Đi về quán nào? Bây giờ trong lúc chờ đợi taxi đến, mọi người Grab không gọi được rồi, không có xe luôn đấy. Mình bây giờ đang ngồi đây uống tại cà phê, hôm nay cháu uống cà phê Hà Nội luôn. Có gọi được chưa? Cứ bảo là gọi taxi ở đây mà cứ ra vẫy không phải là tiện. À, để gọi lên tổng đài. Đó là taxi. Taxi tăng mà chứ. Nếu ông đưa cho 60.000 tiền taxi, Hải Dung. Tờ thiếu bao nhiêu chịu? Tờ thiếu bao nhiêu chịu? Vừa nãy đi từ khách sạn đến đây mất 56.000. Đi có đắt hay không biết, taxi nó có đắt hơn không cũng không biết. Đứa cháu nó dành cho nó đi cùng. Chồng mẹ bảo là không nhận là cái món ấy ngon. Ngon xong còn nhiều nữa chứ. Sao mà đông lắm mọi người, người Hàn cũng đến với những cái xe du lịch kia, mình thấy người ta đỗ ngay trước cửa xong người ta đi vào luôn. Cà phê đá. Trời ơi, bên này nhìn cái cốc cũng nhỏ mọi người ơi, trông dễ thương chưa? Đúng, chín ăn đấy. Chồng bảo là cà phê ở Việt Nam mình rất là đặc. Nó đậm đất, đậm chất gọi là hương vị cà phê chứ còn cà phê của Hàn ấy thực ra là nhiều đường mọi người ơi. Đấy, cháu mình nó cũng nghiện cà phê, mình thì không uống. Tìm được rồi. Ôi giời. Đấy. Tìm được rồi. Đợi taxi mà không có. Khi sai ít tiền. Đợi một lúc mới đến. Rồi bây giờ mình đi đâu mọi người. Đi mưa về mưa. Bây giờ hai vợ chồng mình về khách sạn rồi mọi người ơi. Đi vào đây cái bác chủ nhà, bác ấy bảo là có người gửi đồ cho mình này. Bánh rán đâu rồi? Mình cứ bảo bác ấy hỏi lại xem có đúng người gửi nhầm. Đây bánh rán. Không biết làm sao người ta. Các bạn ấy biết mình ở phòng này, bạn ấy gửi đồ lên này. Sợ gửi nhầm thế là đó hỏi, thế mà đúng là chị ngoan rồi. Trời ơi, bánh rán ngon chưa mọi người ơi? Tí nữa lên đây đã ăn. Bây giờ khá là lo rồi. Ôi bánh rán ngon lắm Dung ơi. Dung. Ông bảo 이거. 뭐야? 샀어? 그 도착을 보내 주셨어. 진짜? 응. 자, không biết là bạn nào nhưng mà rất là cảm ơn luôn. Cháu cảm ơn ạ. Thôi mình đi về phòng thôi. À đúng rồi, cái này của đứa cháu, của con là cháu. Trời ơi, con vịt này nó. Dung ơi đi lên đi. Ờ cháu đi lên đây. À cảm ơn. Ờ. Cảm ơn. Cảm ơn. Xin cảm ơn.
Chắc là cái bạn vừa nãy mình xuống khách sạn phát bạn nhìn thấy bạn gọi chị Ngoan. Bây giờ hai em này đang ăn bún chả mọi người. Mình ăn bánh rán. Tại thật vừa nãy ăn bún chả no thế mà bây giờ ăn bánh rán vẫn ăn được. Ui bánh rán ngon chưa? Bánh rán Hà Nội nó cũng khác bánh rán Hải Phòng này. Này Dung ơi, nhìn nó đây có cái màu này này. Một cái thì màu đậm, một cái thì màu nhạt. Nó khác nhau cái gì nhỉ? Không biết à? Ngon. Ừ. Cái thứ ba rồi đó. Cái này, ăn thêm cái thứ ba rồi. Thằng nào vừa nãy tớ đầy đầy, bây giờ thấy nó vơi vơi. Ừ, ngon lắm. Ừ, cái nhân đậu xanh này. Ừ. Nó hỏi ở trong nhân có cái gì nhỉ? Nên con đậu xanh. Ngon giòn. Ừ. Ừ, dài. Đang hỏi là để phần cho nó hai cái. Cứ từ từ ăn hết cái bữa đi. Anh chỗ này nó đang mai trời ơi. 60.000 tính là tiền hàng là 3.000 nữa rẻ. Lâu rồi không khách sạn. Đến cái khách sạn nào ấy, cái đèn này người ta cứ nó cứ kiểu mờ mờ ảo ảo. Cứ tối tối. Còn nét không? Muốn ăn thì mình no quá. Còn mấy món nữa. Năm thì có lúc xong tắm rửa. Hy vọng là mai nó không mưa. Hôm nay mưa nhiều. Ui cái này ngon lắm.